Toàn Chân Đạo là một trong hai đại tông phái lớn của đạo giáo ngày nay. Toàn Chân Đạo lại chia làm Nam Toàn Chân và Bắc Toàn Chân với hai tôn chỉ tu tập khác nhau. Trong đó, Bắc Toàn Chân chủ trương tiên tính hậu mệnh, Nam Toàn Chân chủ trương tiên mệnh hậu tính. Song, ảnh hưởng Bắc Toàn Chân vốn sâu rộng trong hoạt động tôn giáo lẫn đại chúng, nên khi nhắc đến Toàn Chân Đạo, người ta thường nghĩ ngay đến Bắc Toàn Chân. Nay ta cùng tìm hiểu qua về tông phái này. Toàn Chân Đạo do Vương Trùng Dương Tổ Sư, đạo sĩ chứ danh đời Tống Nguyên sáng lập. Vốn pháp mạch Toàn Chân có tự ngàn đời. Trong Kiếu Hạc Dư Âm, Mãn Đình Hương, Vương Trùng Dương Tổ Sư có nói: Nhữ phụng Toàn Chân, kế phân ngũ tổ, lược tương tông phái xưng dương. Lão Quân Kim Khẩu, thân phó giữ Tây Phương Thánh Mẫu, tứ Đông Hoa giáo chủ. Đông Hoa giáng Trung Ly Thừa Dương, truyền Huyền Lý, Phú Xuân Lưu Tướng, Lữ Tổ Ngộ Hoàng Lương. Nghĩa là Toàn Chân pháp mạch vốn do Lão Quân Kim Khẩu truyền cho Tây Vương Mẫu, kế đến là Đông Hoa Đế Quân, nữa là truyền cho Trung Ly Tổ. Tống Đức Phương trong Toàn Chân Liệt Tổ Phú nói: Long Hán dĩ tiền, Xích Minh chi thượng, Toàn Chân chi giáo, dĩ hành dĩ. Nghĩa là cội nguồn pháp mạch ấy vốn hiển xuất từ đời đời, trước cả thời Long Hán, Xích Minh. Nói đến lịch sử của Toàn Chân phái, chúng ta thường hay nhắc đến Toàn Chân Bắc Ngũ Tổ, tức là năm vị tổ sư của Toàn Chân Đạo. Câu chuyện truyền thừa của năm vị sư đồ này chính là câu trả lời cho câu hỏi: con người ta có thể trường sinh hay không? Và trường sinh trong bao lâu? Năm ấy, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chạy đến bên bờ Ô Giang, cũng đâu phải vì cùng đường mạt lộ mà chết. Người lái đò nói với Hạng Vũ rằng: Giang Đông tuy nhỏ, nhưng đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn, cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua. Lời của người lái đò quả nhiên là chí lý. Cơ hội để Hạng Vũ gây dựng lại cơ đồ và tiếp tục tranh hùng với Lưu Bang vẫn còn. Nào ngờ Hạng Vũ chỉ cười nói: trời hại ta, ta vượt sông làm gì? Và lại ta từng cùng 8.000 con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng Tây. Nay không còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dù không nói, ta đây há chẳng thẹn trong lòng hay sao? Bởi vì sử sách chép đến đây, nên người đời sau mới cho rằng Hạng Vũ vì thẹn quá mà chết. Nhưng sự thật, lời Hạng Vũ đâu phải chỉ đến đây là hết. Câu sau nữa của Hạng Vũ mới chính là nguyên nhân khiến cho một hào kiệt chưa đầy 30 tuổi lựa chọn cái chết. Hạng Vũ ngửa mặt nhìn trời, nói tiếp: một núi không thể có hai hổ. Nay trời cao đã không chọn ta, nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ làm cho sinh linh đồ thán, thiên hạ vì ta mà càng thêm lầm than. Lúc đó có một đạo sĩ đứng cách xa chừng mấy chục trượng, nhưng nhờ có thính giác nhạy bén mà nghe thấy hết lời của Hạng Vũ. Vị đạo sĩ giật mình cảm khái, vội phi thân đến ngăn cản, nhưng đã không còn kịp. Một kiếm của Hạng Vũ vừa nhanh vừa chuẩn, máu tươi phun ra, đầu lìa khỏi cổ, cho dù có Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không thể cứu. Vị đạo sĩ nọ chỉ biết thở dài than thầm đáng tiếc. Lúc này quân Hán cũng ập tới, đi theo còn có mấy chục vu sư. Đám binh tốt nhanh như chớp lao vào tranh cướp nhau xác vào đầu của Hạng Vũ đem về lĩnh thưởng. Còn đám vu sư liền triển khai trận pháp
muốn đánh tan hồn phách của Hạng Vũ, diệt thảo trừ căn. Vị đạo sĩ thấy vậy, ánh mắt liền tóe hung quang, nói với đám vu sư: sinh tử vốn là thiên đạo, nhưng đánh tan hồn phách của người khác là trái với thiên đạo. Đám vu sư thấy vị đạo sĩ kia chỉ có một mình, liền nảy sinh ý định muốn nhanh chóng giết người diệt khẩu để hoàn thành nhiệm vụ, vội tuốt kiếm xông đến. Vị đạo sĩ thấy vậy không hề nao núng, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, hai chân đứng bằng vai xuống tấn bằng gót chân, tay trái vung lên, tay phải hạ xuống. Vị đạo sĩ đánh ra một đường trưởng phong mạnh như bài sơn đảo hải, khiến cho cát bay đá chạy. Mười mấy vu sư đi đầu bị trúng trưởng, mồm miệng hộc máu, số còn lại đổ ngã liệt xiềng. Vị đạo sĩ thu tay, không tiếp tục xuất chiêu, ngắn gọn nói một câu với đám vu sư: hãy về nói với Lữ Chí, làm người đừng quá tuyệt tình, còn các ngươi tu đạo thì chớ vi phạm môn quy giáo lý. Đám vu sư lúc này chỉ biết đứng lặng nhìn kỹ xem vị đạo trưởng vừa xuất thủ là ai. Đó là một đạo sĩ tuổi chừng chưa đầy 30, tướng mạo tiên phong đạo cốt, ánh mắt toát lên sự cương nghị và mực thước. Có người nhận ra đây chính là Thiếu Dương Tử Vương Huyền Phủ. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đông Hoa Đế Quân sau đó lập tức thu lấy hồn phách của Hạng Vũ, tiến hành siêu độ ngay tại Ô Giang. Năm ấy là năm 202 trước công nguyên. Đám vu sư muốn diệt cỏ tận gốc, ý định đánh tan hồn phách của Hạng Vũ năm ấy chính là thuộc hạ của Lữ Hậu. Về sau, Lữ Chí lộng quyền, bà ta liền dùng thế lực của mình để loại bỏ phần sau của câu chuyện ra khỏi chính sử. Cuối thời Đông Hán, Trung Ly Quyền sau lần dạo chơi trong núi Trung Nam, ai ngờ lại có được cơ duyên, hạnh ngộ được Đông Hoa Đế Quân rồi nhập đạo. Trung Tổ được Thiếu Dương Tử ban cho đạo hiệu là Chính Dương Tử. Tích truyền, Trung Ly Quyền được Đông Hoa Đế Quân truyền thụ Xích Phù Ngọc Triện, Kim Khoa Linh Văn, Đại Đan Bí Quyết, Chu Thiên Hỏa Hầu, Thanh Long Kiếm Pháp. Năm 220 sau công nguyên, Trung Ly Quyền học đạo sơ thành, xuất sơn, rồi vào Dương Giác Sơn đất Tấn Châu ẩn cư tiếp tục tu hành. Không bàn đến chuyện Thiếu Dương Tử Vương Huyền Phủ sinh năm bao nhiêu, học đạo trong bao lâu, chỉ tính từ khi tổ sư ở Ô Giang siêu độ cho Hạng Vũ năm 202 trước công nguyên, đến khi Chính Dương Tử Trung Ly Quyền tự thành bản lĩnh rồi xuất sơn là năm 220 sau công nguyên. Như vậy chẳng phải Đông Hoa Đế Quân đã tồn tại một mạch 422 năm rồi ư? Năm Kỷ Mão 859, Lữ Nham từ Trường An dự thi trở về, dừng chân tại một quán nhỏ ven đường mà hạnh ngộ được Trung Tổ Hoàng Lương Nhất Mộng, mà cảm ngộ cầu siêu thoát trần cấu. Lữ Tổ từ đó được ban đạo hiệu Thuần Dương Tử, được Trung Tổ truyền cho kim dịch đại đan của Linh Bảo Tất Pháp. Không cần bàn đến chuyện Chính Dương Tử Trung Ly Quyền sinh hạ năm 168 hay 169 sau công nguyên, chỉ bàn đến chuyện Trung Tổ ẩn cư vào Dương Giác Sơn năm 220 đến khi xuất hiện rồi độ hóa cho Thuần Dương Tử Lữ Động Tân đã là trải dài qua 639 năm. Tân Đường Thư còn ghi, Lữ Tổ sinh dưới đời vua Đường Đức Tông, năm thứ 14, niên hiệu Trinh Nguyên, tức 798, và ngày 14 tháng 4 nông lịch, vào đúng ngày sinh nhật thứ 198 của Lữ Tổ, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Tý, niên hiệu Chí Đạo thứ 2 đời Tống Chân Tông, tức ngày 20 tháng 5 năm 996 Tây Lịch.
Người dân ở xung quanh lầu Hoàng Lạc tận mắt nhìn thấy Lữ Tổ cưỡi hạc bay về trời. Tương truyền, Lữ Thuần Dương từng truyền đan đạo cho Lưu Hải Thiềm. Về sau Lưu Tổ bèn ẩn tu nơi Đại Châu Phượng Hoàng Sơn. Ngoài ra, Hải Thiềm Tử còn được Lữ Thuần Dương truyền cho phép thanh tĩnh vô vi, dưỡng tính tu mệnh và kim dịch hoàn đan. Lưu Tổ được Thuần Dương Tử ban cho đạo hiệu là Quảng Dương Tử. Tương truyền trước khi nhập đạo, Lưu Tổ Sư là tể tướng của Lưu Thủ Quang, một chư hầu đầu thời Ngũ Đại Thập Quốc. Về sau nước Yên và Lưu Thủ Quang bị Lý Tồn Úc tiêu diệt năm 914, có nghĩa là Lưu Hải Thiềm đã được Thuần Dương Tử độ hóa, rồi từ quan vào đất Đại Châu, Phượng Hoàng Sơn, tu đạo trước năm 914. Nếu tạm tính từ năm ấy, thì 245 năm sau, vào năm Kim Chính Long thứ tư, tức năm 1159 Tây Lịch, Vương Thế Hùng mới may mắn gặp được Quảng Dương Tử, học được nội đan thuật và được ban đạo hiệu là Trùng Dương Tử. Toàn chân đạo một mạch đến đây truyền qua năm đời tổ sư, tạm tính từ năm 202 trước công nguyên đến 1159 sau công nguyên là trải qua 1361 năm. Từ thời Nam Tống, đạo giáo toàn chân phái hưng khởi. Trong đạo giáo xuất hiện chế độ truyền giới. Về nguồn gốc, toàn chân đạo trước đây truyền pháp đều là khẩu khẩu tương truyền. Trùng Dương Tổ Sư hướng toàn chân thất tử mà truyền pháp, khẩu truyền tâm thụ. Yếu nghĩa vẫn là tích công lùi đức, đan pháp tu chỉ, thanh tĩnh thanh tu. Nhiều quá trình tu tập mà đắc trường sinh cửu thị chi đạo. Trong toàn chân đạo có rất nhiều văn hiến đề cập đến những quy phạm cấm kỵ, như Trùng Dương lập giáo thập ngũ luận, giáo chủ Trùng Dương đế quân trách phạt bảng. Đến thời toàn chân thất tử, các tổ cũng lập ra nhiều quy phạm nhằm định hướng chúng đệ tử đến chân đạo, như đan dương chân ngân trực ngôn, trường xuân chân nhân thủy huấn văn. Đến đời nhà Thanh, tà giáo đến từ Thiên Trúc bắt tay với triều đình Mãn Thanh, đầu độc người dân Trung Hoa trong thuốc viện, thẳng tay chèn ép, muốn thủ tiêu toàn chân đạo. Trong những năm tháng nguy nan ấy, Vương Thường Nguyệt Tổ Sư, đại luật sư của toàn chân đạo Long Môn Phái Luật Tông, đã có công lao phục hưng giáo phái. Đây là lần phục hưng mới nhất của toàn chân đạo cho đến thời điểm hiện tại. Tổ sư từng nói, giới thị toàn chân đệ nhất quan, nghĩa là giới luật là cửa ải đầu tiên của toàn chân. Nhấn mạnh, kẻ nhập đạo phải biết quy y tam bảo, chân tam bảo, sám hối tội tình, đoạn trừ chướng ngại, tịnh tâm thủ ý, thanh tĩnh thân tâm, ắt được đạo công viên mãn. Tổ sư cũng cho rằng, dục thành tiên đạo, tiên vi nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ. Trong thời kỳ phục hưng đạo giáo, Vương Thường Nguyệt Tổ sư đã dẫn theo một số đệ tử truyền giới ở Giang Tô, Nam Kinh, Chiết Giang, Hồ Bắc và những nơi khác vào năm 1669. Sau đó các đệ tử kế tục ngài cũng đi hoàng giáo truyền giới độ nhân khắp cõi. Theo thống kê, thời nhà Thanh, toàn chân Long Môn Phái đã truyền giới cho hơn 10.000 người. Tín đồ có khắp ở Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Trung, cho đến vùng Cam Túc, Vân Nam, Lưỡng Quảng đều có đủ. Do đó,
Sự phục hưng của đạo giáo vào thời nhà Thanh phần lớn nhờ vào công lao cống hiến khổ tu của Vương Thừa Nguyệt. Về việc trở thành toàn chân đạo sĩ, tín chúng trước phải bái sư quy y. Người thầy nhận đệ tử, truyền đạo cho đệ tử của mình gọi là tiểu sư để phân biệt với đại sư. Đại sư là chỉ những vị chuyên hướng dẫn đạo chúng trong một lĩnh vực, một kinh điển nào đó. Một người chỉ được bái duy nhất một tiểu sư, nghĩa là làm đệ tử chỉ duy nhất một thầy. Yếu tố cốt lõi, tiên quyết của việc quy y thành hay không nằm ở việc người đệ tử có dâng sớ quy y hay chưa. Sau khi quy y 3 năm, người đệ tử đó phải đạt yêu cầu do tông sư đề ra mới được quan căn xuất gia. Lúc này mới chính thức trở thành toàn chân đạo sĩ. Đạo sĩ toàn chân yêu cầu tuân thủ các giới, ăn chay trường, không kết hôn. Toàn chân đạo sĩ không thường trú ở cung quán mà cư ngụ tại các tòng lâm, nơi học tập, sinh hoạt tập thể. Toàn chân đạo sĩ chú trọng tính mệnh song tu, nội đan kết hợp ngoại đan, không quá chú trọng vào phù lục chú ngữ. Thank you.